Trẻ em mồ côi thuộc chính sách nhận trợ cấp hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được trợ cấp đến 22 tuổi nếu đang học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học. Đây là chính sách đã được quy định tại Nghị định số 20. Ngoài ra, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng, được nhà nước trợ cấp hàng tháng tổng số tiền từ 1.080.000 đồng đến 1.800.000 đồng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ban hành quyết định số 1013 về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 12 với mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên một trẻ em. Đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng trên một trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam.